nguyên mạnh của Thái Lan mặt cười, cảm ơn người anh em xa xứ. Phen thủ môn Thái Lan điểm danh, người con của đảng được cài cắm có khác. Thái dúi ăn lẩu Thái phút 94, nó có vị cay, à mà đéo phải cay, mà là cay lắm mặt cười, 1-0 Việt Nam win. Đụng vào tao coi, đụng vào em tao coi, một hàng dọc tập hợp. Lộn xộn quá, không biết cho thằng nào ăn thẻ vàng thôi thì cho thằng tóc vàng ăn thẻ vậy, anh tài xét. Tài biểu đi học mà nhuộm tóc chi mặt cười, người ta đánh nhau, vào can đã vậy còn nhuộm tóc, giám thị suy ra là thằng này nhuộm tóc chắc cầm đầu, thế là vừa bị mời phụ huynh tội đánh nhau nhuộm tóc mặt cười. Má tao dặn ra đường thấy đánh nhau né né ra, giờ tao tin má tao đã đúng. Bọn tao khỏi đái thì bọn mày khỏi ỉa. Tóm tắt trận đấu như sau, hai đội xô sát, Văn Hậu ăn tát, Công Phượng chim rát, Anh Đức làm phát, Thái Lan chua chát, fan ta mừng hát, ngài Park thật mát, tuyệt sát tuyệt sát. Bình luận viên Quang Huy, tuyển Thái Lan mặc áo vàng là để tỏ lòng tôn trọng các vị vua. Một đảng viên được cài gắm để chống phá nền bóng đá của Thái Xanh. Có thể bạn chưa biết từ hôm qua tới hôm nay có hai người vừa được ghi nhận là ăn cay giỏi nhất thế giới là fan Thái Dúi và Culi mặt cười. Mình sống 23 nồi bánh chưng rồi mà chưa thấy lẩu Thái nào to như lẩu này. Đá tốt tối về có thưởng mặt cười. Cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Chơi bóng bằng tay thì đéo ai nói.